Giờ một số người yêu cầu làm clip test cho cái Beo System 3. Thì ở đây tôi sẽ làm một clip test cho Beo System 3 ha. Với Beo System 3 như con này là đầu 7, cho nên là con này nó sẽ là có out, nó là in, nó là có ngõ 4 ngõ in HDMI, 2 ngõ out HDMI. Thì nó sẽ có hai ngõ out, một cái để nó out vô TV, một cái này nó sẽ out lên cái máy chiếu chẳng hạn. Đấy thì là nó có đường in này là có bốn đường. Cái đường này ấy, nó có sẵn trong cái thân máy rồi, đó là cạc. Cái này là cái cạc của cái con gọi là ngõ cổng gọi là tivi ấy, cái cổng mà dùng bằng truyền hình cáp này kia. Nó có cái bo này, nó dùng với những cái anten này này. Đây, những cái anten này là anten của cái dùng bo này. Anten ấy nó sẽ qua kết nối thì nó được out cái bo đấy, sẽ ra out đằng này. Nếu mình không có cái này thì mình thường mới bỏ, mình sẽ có bốn đường in này. Bốn đường in này thì nó sẽ có bốn đường in thì nó sẽ có với có thêm năm đường in này này. Đường in này nó sẽ có in bằng VL và in kỹ thuật số nha, code serial nha. Có hai ngõ code serial đây là thành 6 đường in code serial nhé. Thì với những con này nó có 6 đường in thì mình sẽ xử lý với 6 đường in này. Còn đây là đường in này là bốn cái ba cái đường in này á, là ba đường in này nó dùng với những cái ngõ là chuyển tương ứng với cái HDMI này để chuyển lên AV1, AV3. Thì cái này có thể là mình chọn ở trên cái phân khúc nó có luôn, thì khi nó sẽ cho chế độ chọn. Những cái này thì mình có thể, vì thay vì nó dùng ngõ code serial này cũng được, những dòng đời trước cho nên nó dùng cái này nhé, code serial này. Thì những kỹ thuật số để cho giải mã đường này thì có tổng cộng 6 với cái này, với cái này 4 là thành là 10 ngõ in, 10 ngõ in chứ không loại trừ, không thêm đường anten này nha, bỏ nha. Thêm một ngõ in nữa là ngõ in thứ 11. Đây là ngõ in master nha, mastering. Ngõ mastering này thì thể thường sẽ kết nối với các cái đầu CD hoặc các cái thiết bị mà của Bino, ví dụ Beo sao 5 gì á, thì có cái đường mastering này. Thì khi mình kết nối cái đường mastering với con Beo System 3 này á, thì mình sẽ bấm với trên cái con Beo con CD á, với cái thiết bị ngoài á, thì nối mastering này thì khi nó tất cả trung tâm sẽ đưa về đây. Khi mình phát bằng CD thì nó sẽ không bấm bằng CD trên con này, nó nhận ra CD thì tự động nó lấy cái dữ liệu kích hoạt cái con CD nó chạy, không cần phải dùng cái màn hình để điều khiển nhé. Và mình có thể khiển chuyển con CD con này chuyển sang CD con Beo System 3 thành nghe nhạc 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, 5 kênh tùy mình nhé. Stereo, không phải là phim nhé. Với trường hợp đó là mình dùng những cái kênh nghe nhạc này nhé. Còn out của nó thì nó sẽ có tất cả đây, nó là 6.1 thì nó sẽ có là tổng cộng là 7 đường đường out, một cái center, một cái loa sub ha. Một center, một cái loa sub. Và có thêm 5 cái loa vệ tinh, thì hai loa phân nhà mình. Cái này thì mình cắm ngõ nào cũng được, nhưng khi mình set up thì mình sẽ set up chỉ có center với sub thì nó cố định thôi. Còn mấy cái ngõ còn lại là ngõ này có thể mình khi cắm dây xong rồi, khi mình vào trong cái trường set up thì nó cho phép mình set up nó từng cái ngõ nào nhá. Ví dụ ngõ 1, ngõ 2, ngõ 3 này thì ngõ 2, 3, 4, 5, 6 này thì nó loa nào loa phân cũng được. Khi mình cắm rồi mình chuyển nó thì trở thành phân cũng được, miễn là nó sẽ ra cái đường là 6-5 loa còn lại là mình sẽ làm là hai loa phân, hai loa rê với hay là một loa sao bách ấy. À, đấy thì đấy là những cái đường mà nó ao sẽ sau, thì đây là cái của nó sẽ đớp. Còn bây giờ đây, với cái remote IR của con này ấy, nó khác với IR của các cái dòng khác. Thì ví dụ tôi quên không cầm ở đây một con, tôi có một con nó sẽ thực hiện cái chữ fly time với là chữ shop. Thì cái nào mà có ba cái chữ hiển thị ở trên này ấy, thì những cái đấy là không dùng cho được Beo System 3 nha. Thì Beo System là nó chỉ có trơn, nó nhưng mà còn nhìn nó thấy thôi nhưng mà nó trơn mất luôn nha, nó không có cái gì hết trên này, không có chữ có gì hết, nó chỉ là một cái IR thông thường thôi nha. Thì đây là cái của ấy, vì có thể có một số có cái mặt, còn cái này thì mình thể bắt hai ốc trên tường á, mình một người thì nó thể bắt hai ốc mình bỏ lên tường, mình tương ứng thì mình bỏ lên, mình ngoáy cái này thì nó thể thẳng này. Thì những cái cục này sẽ giấu, những cái dây này thường nó khoảng 2 mét, có thể là 5 mét tùy mình nấu dài ra. Bây giờ tôi sẽ bấm cái hoạt lên nha. Thì đây là sẽ bấm cái hoạt lên, thì nó sẽ bấm chế độ lên thì nó sẽ lên nha. Đây thì bây giờ tôi sẽ đang bấm đó, bắt đầu nó lên này. Thì với những cái con này á thì mình sẽ dùng với những cái chế độ, ví dụ nó tùy đấy, nó sẽ lên thì nó khởi động lên, nó giống như một cái đấy chữ bang Olufsen đấy ha. Đây, TV Sony nha, nó hiển thứ bang Olufsen đấy nha. Sau khi nó khởi động lên á thì nó ra cái màn hình của nó. Với mình thì sẽ dùng những cái con này ấy, thì vào khi vào thì mình sẽ cắm xong mình kết nối.
kết nối với các loa với các thiết bị ấy. Xong á thì mình bắt đầu mình set up cái chế độ loa rồi ngõ in cho tương thích với cái đầu đầu về kia gọi là cái ký tự, ví dụ DVD hay là PC hay camera gì ấy, thì nó trên một cái mặt tương thích như vậy. Đây đây hiện tại IP6 cái này đây, chẳng hạn nó đã hiển thị lên đây. Bây giờ tôi sẽ bấm cái menu này, nó là sẽ hiển thị lên nha. Với những cái kênh này nó hiển thị lên, mình sẽ bấm này một hai các cái chế độ của nó. Menu nó sẽ thường là bấm màu vàng, màu đấy nó tương thích trên cái bàn phím này nhé. Phím này có bốn màu thì mình khi mình gọi nó ra bằng cách cái bốn màu này, chẳng hạn đây nó lên nha, nó lên bằng thông tin luôn. Và đây là chế độ tiếng, khi mình bấm tiếng thì mình sẽ bấm audio phải trái gì ấy. Với như phải trái thì mình sẽ chọn nó để nó test cái đường đường tiếng như mình chọn, còn không thì thôi thì mình sẽ không chọn. Đấy là với là cái kênh radio này á. Và bây giờ setup vào trong nội dung setup các cái kênh, ví dụ channel các cái kênh này của mình là ví dụ kênh gì hay radio như nào nào đây, rồi bắt đầu ra rồi các setup bên trong nha của các cái đường. Ví dụ nó hiện tại thì nó có cái đường HDMI, mình bật hết được chế độ này luôn nha, tắt hoặc bật thì là tùy mình nhé. Setting nó là tắt on này đó, bật đây có connect chẳng hạn, không có thì nó sẽ on, mình cứ để on là bình thường thôi đó. Rồi mình setup tiếp cái digital đấy, on luôn, nó on luôn, nó cho nên nhận luôn đấy. Thì cái này mình có reset group hết nào không thì không reset, xóa hết các cái group đang cài đặt thì bỏ đi, không cần thiết thì nó ai làm đấy thì làm thế thôi. Đấy thông tin vision của con này như này đây ha. Rồi trang chứ là firmware úp, thì firmware này thực ra là chả có cái gì để úp cả, vì bây giờ cái này mình phải có hãng mới úp được thôi, hoặc là mình có phần mềm ngoài. Bây giờ đến cái kênh gọi là các đặt các cái path, bây giờ mình đặt mình bỏ cái gì được thì mình sẽ bỏ hoặc không đặt thế này. Ví dụ hiện tại con này đang là path 7911 7911, thì cái này mình thích đặt thành gì thì mình đặt vào đây, config nó lại thì nó ra cái path mới, còn nếu không thì mình sẽ không luôn ha. Ví dụ ở đây thì mình không lấy thì mình xóa, thường sẽ một có cái thì mình xóa nó sẽ mất thời gian mọi người. Cạc đây là cạc của xem các cái kênh của nó, trên có nó có cái name cạc ở trong cái thân máy để mình dùng nha. List checklist là các cái kênh mình cần đặt, cái kênh ở trong cái radio hoặc internet này, okay. Đây đấy là phần radio ha. Giờ bắt đầu chuyển sang cái phần DVD. Thì thường cái ngõ này á thì mình sẽ bắt đầu chọn các cái kênh. Ở đây nó có cái con này nó có 3D thì nó sẽ có hiển thị cho mình phép mình chọn 3D hay là 3D cài đặt hay 3D update này. Rồi thời gian không cần, flash thời gian không cần, cài đặt thời gian tắt mở không cần. Rồi đường option của nó đây. Thì bây giờ mình connect, đường connect thì mình sẽ là connect cho nó là chọn chế độ là DVD. Hiện tại ví dụ là mình đã chọn chế độ DVD với ngõ HDMI hình như là chưa. Bây giờ là bật lên chế độ HDMI này. Mình sẽ bật on lên. HDMI AV2 này thì nó sẽ là HDMI B, với chế độ là phím bấm ở trên này sẽ là phím bấm DVD ha. Phím bấm DVD. Đây, DVD. Chín chấm này này là DVD. Đấy. Thì mình sẽ khi bấm DVD á thì mình sẽ chọn đây là DVD, thì nó sẽ cho phép mình gọi là DVD, đây mình gọi là cái DVD này HDMI 2 này, input là HDMI B, chế độ B có tiếng không, là mình sẽ chọn những một cái người cũ người ta đã set up một số cái thông tin các cái set top box ở trong này thì mình không cần để mình xài, mình sẽ bật lên này. Rồi cái này nó không tiếng, có là sao tiếng luôn nha. Thì ok, yes. Tên mình đặt là tên gì chẳng hạn, rồi ok mình bấm. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ nó là, bây giờ là mình sẽ chọn một cái tên bất kỳ, ví dụ mình sẽ chọn cái Apple để IR hay không IR, còn không thì mình bỏ đi, mình không cần thiết, mình không có là không có lấy. Mình sẽ set up là DVD luôn thôi, theo chế độ của mình thôi. View DVD một thôi thì nó sẽ là DVD thôi. Sau này mình bấm đi sẽ là hiện cái DVD đó, đây nó là vô rồi nha. Bây giờ là cái chỗ DVD bằng in HDMI,
và còn ngõ ngõ B mình sẽ cắm tên tương ứng với tên là cái ngõ B nhá. Cái này thực ra nó khá là dài chứ để mà mọi người lấy thì nó sẽ đấy là tương thường một cái vậy thôi. Các chế độ khác mình sẽ inbox theo từng cái chế độ một rồi thoát ra. Bây giờ ví dụ đây là chế độ V-Man chẳng hạn, cũng tương tự vậy, mình sẽ HDMI đó là mình dùng HDMI nó là C1 nó là gọi là dùng C thì đường C đây đấy, thì mình không bấm thì nó sẽ gọi là C, thì bây giờ mình sẽ không thích nó là gì thì mình bấm nó là đầu gì thiết bị gì thì mình sẽ chọn theo một cái fit tên của nó hay là gì mình chọn nó theo một đường nào khác chẳng hạn mình sẽ chọn nhưng mà mình không lấy thì bây giờ mình sẽ chọn tạm một cái Vivo DVD 1 đi đấy, thì nó sẽ ra cái đường in đó là V-Man thì nó Vivo DVD 1 là cái đầu DVD của Bino đó đấy. Đây đó là các ngõ in của nó đây, thì mình sẽ chọn bây giờ máy chiếu DVD 1 nếu vậy thì nó sẽ chọn là máy chiếu của những hãng nào với hãng này không phải là của Bino hoặc digital bình thường hoặc là chế độ của màn hình rồi cinema xem phim code phải bật code lên ha. Thì đấy là những cái mà mình đang cắm cái TV theo chế độ đó. Vì hiện tại mình đang cắm cái TV vào cái chế độ HDMI đường DVI 1 đây này. Đấy, là đường HDMI 1. Nào. Đó vậy. Thì còn về cái vấn đề về âm thanh á, thì khi mình cắm loa vào đây, bắt đầu mình sẽ bắt đầu chọn các cái chế độ của loa đây, bass, chép đây này. Bây giờ mình sẽ chọn mấy loa chẳng hạn. Đấy. Ví dụ xem nghe nhạc mấy loa, xem phim mấy loa thì đường nó hiện lên. Bắt đầu mình ở đây. Đây setup loa. Bây giờ mình phải bắt buộc thì cắm các cái loa vào các cái cây này, các cái cổng này, cắm các headphone luôn. Xong mình chọn các cái loa, ví dụ loa center. Một trước thì mình tôi là chọn là ví dụ mình là một loại center là loa gì chẳng hạn. Hay là nếu mà mình chọn những cái loa ví dụ 1, 2, 3 hoặc là loa béo 4000 chẳng hạn thì là một cặp chẳng hạn, thì là pair. Center là hai cái loa 4000. Đấy, là một cặp 6000, một cặp là dùng là pair lại. Config không có hai cái hay một cái. Đấy, nếu mà mình chọn hai cái thì mình phải đấy nó chọn rồi mấy cha. Cái này vô xa rồi. Nó thêm một cái phần đây. Mình một cái single là một cái này. Pair là hai cái này thì nó biết nó phân biệt hai cái một cái khi mình cắm, nếu không mình cắm nó sẽ bị lệch tiếng nha. Đó, một cặp hai cái này. Tùy là ví dụ thường là một xe người ta sẽ để một cặp. Đấy. Rồi nó sẽ chọn cho mình là cái kích thước luôn. Ví dụ cái vị trí ngồi bên tai ví dụ loa phân cái này nó còn một cái bên này nữa đây. Để xuống đây mình bắt đầu cắm cái loa bell 2 là loa súc này, nó sẽ tự động nó hiện có một cái rồi, nếu thích hai ấy, thì mình sẽ xem đấy. Tôi là bấm nhanh quá đó. Phân này, này rồi bắt đầu chọn là loa gì chẳng hạn, nó sẽ cắm nó sẽ tự động nó sôi nhá. Khi cái loa mình cắm vô rồi thì mình chọn cái này, mình chọn sang cái này, nó tương ứng với cái loa thì nó sẽ sôi đến cái cổng đó. Cái chân mình cắm với cái loa nó sẽ tự động cái loa là nghe tiếng sôi, thì mình chọn tương thích với cái loa trên đó, thì tương tự khi mình kết nối nó sẽ hiển thị đầy đủ trên cái tên nó loa trái là phải gì đó, thì nó xong mình khi mà mình chọn ha, thì khi sau khi vô xong á thì nó sẽ vô trong này á, thì nó sẽ mình sẽ chọn ví dụ loa Penta đó, loa này loa trái hay là phải, góc độ là bao nhiêu đó, là cái này trái hay phải, rồi tương tự xong hết những cái này xong thì mình sẽ chọn này với các cái chế độ xong rồi bấm tiếp những cái này thì mình cứ bấm vào, bắt đầu mình chọn kích thước này kia, loa phân trái phân phải, bấm tiếp xong mình chọn. Nói chung là cái này nó sẽ rất là nhiều cái mà mình kích hoạt nhá, vì khi nó sẽ hiển thị lên đây, tôi chưa có cắm nên nó sẽ không hiển thị lên được. Nó sẽ cái rồi mình chọn các cái chế độ 1, 2, 3 là cái gì với tivi hay là loại nào với tivi kênh 1 thì mình xem những nghe những cái loa gì, chế độ tivi là nghe loa gì, chế độ nghe nhạc là loa gì, chế độ gì thì nó tương thích là với cái đặt cái tên ở bên ngoài ấy nha. Đây những cái này là tương thích với cái tên mà mình sẽ được nghe là bao nhiêu loa, mình sẽ cài đặt ví dụ nghe nhạc xem phim, bây giờ mình sẽ đặt cái tên này là mình cài ở những cái group, mình bấm vào đây cái group này là group mình sẽ nghe những cái loa gì. Đấy, ví dụ mình nghe sẽ là loa Penta chẳng hạn. Đấy, với Bellet 2 là on. Còn nếu mà 4 mình không nghe thì mình off nó đi. Đó là cái group 1, group 2 mình off những cái loa mà mình không nghe đi. Đó. Tương tự với những group khác cũng vậy thôi. Mình group này chẳng hạn mình đặt một cái tên này, cái tên nó sẽ có bấm cái màu xanh ấy nha. Có cái màu xanh ở dưới này. Đấy, màu xanh. Đấy, cái chữ name đó thì mình bấm phím màu xanh lên trên cái remote này. Đấy, thì mình bấm xong mình đặt cái tên cho nó.
ABCD gì đấy ha, thì nó sẽ ra cái những cái group mình đặt tên đấy, tương tự vậy nó sẽ ra. À, rồi à, phần này ấy là cái phần mà có nghĩa là cho hiển cái thông tin là khi mình cài đặt những cái chế độ của loa mono stereo gì đấy thì lên cái kia. Còn cái này hai chế độ này thì mình bật on là được rồi, không cần thiết nữa. Đó là cái với hình ảnh. Hình ảnh thì đây mình chọn màu sắc của cái kích hoạt cái màu màn hình này kia lên này. Hồng hồ vậy, chế độ standby, auto hay là gì? Nếu auto thì bật auto lên hoặc không thì không. Nó cho được ví dụ nó tự động bao nhiêu lâu mà mình không dùng á, thì mình sẽ bật nó lên. Trong 1 giờ này không dùng nó sẽ tự động nó tắt chẳng hạn. Đấy. À, rồi remote control. Cái gì nó sẽ dùng với cái chế độ nó có những cái thiết bị tương thích để nó đẩy vô thôi. Cái này thì mọi người cũng cần quan tâm nhiều lắm. Cái này menu này thì nó dùng bằng tiếng gì thì nó thông thường chỉ có mấy thứ tiếng thôi, chứ tiếng Việt mình không có đâu. Đan Mạch, rồi Đức, Nga, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, với là Slovakia đây thôi, chứ cũng không có gì nhiều đâu. Thì mình chọn thứ tiếng nào thì mình sẽ nói đấy. Thế là xong, còn một cái phần setup. Còn cái chế độ này thì mình projector thì bây giờ nó sẽ hiển thị đến cái màn hình projector nhé. Thì mình không lấy thì mình không để ý thì không cần thiết. Đấy là cái thông tin của nó. Thì tương ứng với dùng thì nó sẽ bắt buộc với những con này ấy, phải bắt buộc phải dùng những cái remote là Bell MK3 trở lên nhé. Bell 4 MK3 trở lên nhé. Bell 1 thì nó mới lên được nhé. Cho còn dùng Bell MK2 là nó không lên được nhé. Mình dùng cái này thì thường mình bấm thì mình sẽ chọn trong cái chế độ mình chưa có chọn thì bấm có A này nó cũng lên được đâu. Ví dụ chế độ music thì nó sẽ có server nên mình chưa chọn nó cũng chưa ra. Nó phải tương ứng với cái chế độ mình chọn lên trên. Nên mấy chuyện chưa chọn thì nó cũng không lên được đâu nha. VMen chẳng hạn. Thế mình chưa chọn thì nó sẽ chưa lên. Thì đây là những cái con của Bell System 3 nha. Con này thì có 3D thôi, Full HD có 3D.